Ngồi đại xe. Sau đây đại xe đi xem IKEA. Xem đồ IKEA. Wow. Một ghế xuống các bạn. Ủa, ghế nào? Ủa, ghế này. Thôi, có ghế mini này. Chắc là lớp cô teo như thế này. Ừ. Ở lớp phải cậu ngồi ghế phô teo như thế nào không cậu? Ngồi thì thư thái thế nhỉ? Ừ. Con bú ra luôn. Chắc cởi áo khoác ra cậu nhỉ? Hay cởi khoác ra cho cậu đỡ nóng nhá. Cô còn nóng không? Còn nóng. Còn nóng không? Nè. Mùi ghế. À, cậu ngồi thư giãn. Cái này cũng nhiều nha. Cái này vào chỗ này. Có ngồi, có leo này ngồi luôn. Wow. Leo này xem. Được. Thôi cất vào ba lô được. Không. Ghế mini kia có 600 vuông bằng cái ghế này. Ờ. Ghế này thấp. Thôi chơi, người ta lên người ta thư thái, thư giãn. Sướng không? Thế mình phải khi nào nhà to vui rồi. Không có đường đi ra. Không có đường đi ra. Wow, bây giờ nó lấy cái vui rẻ của gấu ra. Bà mở đường hả? À? Mở đường gấu đi ra, đây. Đó. Đi tiếp à? Đi tiếp nhá, ok.